Chào ông bà cô chú và tất cả các bạn đã trở lại kênh An Nhỏ Miền Quê. Buổi sáng hôm nay thì mình với chị Hai sẽ đi ra chị Hồng. Tại vì lâu rồi cũng không có ra ngoài chị Hồng buổi sáng thật là sớm á, để xem chị Hồng buôn bán ra sao. Thì buổi sáng hôm nay mình rủ chị Hai, mà mình không có xe nên là nhờ chị Hai chở bằng đập điện. Giờ hai chị em của mình sẽ lên đập điện để đi nha. Mời cả nhà cùng đi với chị em của mình. Đi chị Hai. Đậu một cửa một bài. Đi. Lần đầu tiên nha. Lần đầu tiên một tay mình phải ôm chị Hai, một tay mình phải quay nữa. Đúng rồi chứ, đập điện gì giật thì vậy. Ui da nó giật. Vô à. Mình sắp tới chị Hồng rồi, ai ở phía trước ai không? Trời ơi, cái gì là điện? Ôi ơi, ngồi cái lại cái thi coi. Khen em xuống vô. Trời ơi, coi á, đi chị Hai chở mà còn la làng nữa. Con sắp đeo tự tổng ra đây vậy. Bơm. Gì? Dạ chứ. Cơm ông 10.000 nữa 30. Bơm ăn gì không? Con ăn gì không? Em bắt tay đó là xe. Gì? Vậy? Bye bye Bơm. Dạ Bơm. Bơm với bà ngoại đi mua bún nè. Bơm ơi, nó ơi. Ơi. Rồi bye bye mời hai đi. Khen đẹp rồi xinh hay gì? Chín bảy mười chín bảy. Dạ, chín bảy mười bốn. Hẹn gặp lại Bơm. Giờ mình xe bên Thảo làm bún. Sáng nào anh Thảo cũng phụ chị Hồng về tới 7 giờ hả anh Thảo? Tới 7 giờ. Chưa 7 giờ. Là đi làm. Mày cho em bé mà còn ít quá. Bữa nay chị Hồng bún hết sớm, mình ra hơi trễ. Mày hết bún sớm còn bánh mì. Còn bánh mì với mấy cái loại bánh quê. Đúng rồi. Giờ mình tới chỗ bán bánh mì của chị Hồng rồi á. Bữa nay thì chỉ có che thêm một cái tấm bạt nữa nè, để khi trời mưa thì đứng vô đây cho nó đỡ ướt. Giờ mình lại mình xem chị Hồng còn những loại bánh gì nha. Chị Hồng sắp hết rồi. Còn có mấy ổ bánh mì nữa là xong hả chị? À, bên đây còn mấy loại bánh nè. Chị Hai mua bánh hả? Mua đậu hũ. Xương sáo về bỏ sữa vô dầm ăn ngon lắm á. Xương sáo bánh lọt luôn cho đủ bộ chị. Chị thích xương sáo không? Dầm nước đá quá trời luôn. Bánh quê nè, có bánh mặn nữa. Bánh mặn ngon lắm. Bánh bò mì nướng thì chuối hấp nè, bánh bò nướng, bánh rau mơ. Thì nghe ăn đầu mần bánh này nè, không mần đầu mần. À đúng rồi, em đòi mần bánh này nè chị. Sáng sớm em ra còn nhiều loại nữa mà tao mua bớt mấy loại kia rồi. Tại vì mình ra hơi trễ á nên cũng còn mấy loại nè. Này là nhiêu cái vậy Hồng? 5.000 hai cái. Chị mua cho em hay gì hỏi? Em dài vô luôn. Cái bánh này là bánh cuốn ngọt lá dứa nè, trong nhân đậu xanh với dừa cũng ngon lắm á. Đây nè cái cặp bánh này nè. Bánh này rất là ngon. Đó. Chị Hồng mình bán bánh quê nè.
có bắp nè, bánh ú nữa. Lấy em ăn cây mốt về em với người ta nghe. Mười mốt em chị hai học làm. Có màu nữa mà chị không có lấy á. Có màu màu gấc. Màu hai anh em không ăn. Ta bán ấy, ta bỏ thực phẩm anh chị ơi, chứ đâu phải như mình làm. Chị sợ đó. Mà màu thực phẩm bao giờ nó cũng tươi á nha. Màu mình là nó còn bị đậm chứ màu thực phẩm nó tươi trong mà đẹp lắm. Tươi như áo chị hai vậy. Xin thêm đường quá. Thiếu đường hả? Thầy biết thấy có nhiều đây. Chỗ bán bánh mì mà chị xin đường đâu có. Chị xin nước cà thì được. Nước cà chị chan cho. Thường khi nhớ quảnh có cái bàn này không vinh ra luôn ta. Hả? Em nhớ quảnh có cái bàn để em ra em ngồi mà. Vậy hai cái chị ghép vô đây rồi để vô chị lấy cái nữa. Cũng không đem bánh vậy. Hai hai cái ghép vô rồi để bánh á. Để thầy đi hồi lấy nha. Trời ơi, mua hết luôn đi chú với chị Ngân, mua hết đi. Nè, cái này của ổng, cái này của chị. Mua đi để dành trưa buồn miệng ăn. Hai bịch hủ với cái này, này 5 ngàn phải không? Dạ, con hủ thì 3 ngàn, bánh chuối thì 5 ngàn. Cháo thì 5, 11 thôi. 11 ngàn. Mua mày chả thì đừng mua mày thật. Mười thật là mình ăn, mình nấu thật thì chả thôi. Vậy móc chả ăn hết. Ừ. Ai có nó móc hết. Để chị đếm em chả. Vậy chị bớt lại, ví dụ như 10 cục thịt thì còn 5 cục. Bớt cục thịt lại. Chị Ngân chỉ cứu một cái nhẹ người vậy. Mừng. Mấy cái này đâu có đáng tiền. Mấy cái thằng quay chứ. Mấy cái thằng quay. Giờ chị hai sẽ lấy bánh qua mình ăn. Anh Thảo quậy cà phê rồi nè. Ảnh quậy cho mình ly bự mà ảnh quậy cho ảnh cái ly cái chút kìa. Anh uống cái cốt. Vậy không lẽ của mình nước giảo. Nước giảo, không mấy à. Ôi ơi, ấy cái chân đổ. Mày hết cuốn sớm. Hết đó rồi, uống nữa vậy. Tội nghiệp ảnh ghê trời. Mình 3 ngàn. Hết bún thì hỏi bún. Ngày nào cũng bán mà. Lên mua đây. Hồi nãy cà phê đắng tính kêu hai em ăn xâm bổ lượng cho ngọt. Vụ bán được hai bịch xâm bổ lượng đó nha. Cà phê miễn phí ngon hơn không? Không ai như chị mình á. Hôm nay em ra chị miễn phí luôn, vui quá. Có cà phê nhỏ mua gì á. Cà phê đất ơi. Chắc là vậy lỗ rồi. Vậy không để quậy cà phê chi vậy. Hủ rồi cho nó ăn. Không biết đâu. Em mua khát nước kìa, qua mua tàu hủ. Chúc em chị hai về anh Thảo bị quýnh nè. Đó, ôi chị Hồng bán đắt chưa, thêm một ớt mì nữa. Chị Hồng làm bánh mì đây. Lâu quá không làm vậy, em nhớ để cái gì nữa nè. Dưa leo, dưa chua. Dưa leo mấy miếng này. Để nhiều là chị nít nít đó nha. Dưa chua. Củ cải rẻ mà nhét đầy ổ luôn nha. Chị này bé ừ. Ồ tự nhiên lại giật đi luôn, chỉ sợ em nhét đẻ. Thì chị nói để thịt nhiều là chị nít nít liền.
không có để giấy mà chỉ còn giấy thông nguyên vậy. Đâu có tệ dữ gì cơ. Đào đưa ông coi coi. Ngồi thế nào chị cũng nói ảnh không ăn thịt kinh ơi nè. Nếu chị nói ít hơn. Dưa chua cũng nhiều bánh nha. Bò bông nè. Mình ăn bánh bò bông này với nước cốt dừa. Hồi nãy hai chị em ăn ổ bánh mì chìm hai. Đây cái cục bánh bò bông nè, ở này chắc người ta đổ vô cái chén với chị rồi. Nó cao nè, ở trên nè. Đẹp ha. Ăn với nước cốt dừa. Cái này chắc hồi cũng phải chia chứ mình em cũng ăn không hết nữa. Ăn cục đó cái no luôn à. Còn cái này là bánh rau mơ. Đây. Bánh rau mơ. Mà ta sắt ra. Chú ăn thử này mốt làm ăn nè. Còn này bánh gì? Một bánh. Bánh xe. Bị tròn nè. Để em uống cái. Quầy cà phê ngon quá chứ. Đợi chị ăn hết thì mới chia rồi chứ. Thôi em tới nha. Vậy lỗ rồi. Ngày mình để chút xíu rồi mới chờ. Nhỏ nằm ngoài nãy chị tộm vô. Hai chị em ăn dành lộn sớm. Em đi thế nào nó cũng ăn tốt. Em để cho cái nhỏ ngoài. Hận như ghê. Vậy em ăn hết đường. Rồi cho chị ăn không. Nhà chị hồng đường nhóc. Đây cái bánh bột khoai hả? Bột khoai bột bát vậy? Bánh bột bát. Trời đất ơi. Bánh bột bát này mình ăn với đường với đậu phộng nè. Mình để vô. Bột khoai, bột quán em mới nhớ. Bột. Ủa bột quán. Nữa. Chị làm em rối não thiệt chứ. Dế ra miếng này. Cắn một cái rồi chế mới dính. Rồi 11 chị em mình làm này, em mới được làm tô đường chấm vô đã. Này ngon. Ngon. Nè chị lấy đường thêm nè. Thôi được rồi. Ừ. Còn ăn 3 lậu nữa. Nổi không? 3 lậu với này 2 lậu là 5 lậu á. Bánh nổi chị? Gán ăn. Ngon quá mà. Ngon quá mà. Ngồi đi đập điện. Cậu ăn cơm. Cậu chắc bộ vậy. Chắc chắn luôn quá. Nhớ hồi trở em về ra nghỉ quê bóng dây về lưu với chết em nữa. Không biết làm sao về nổi à. Mất cái nhân như có dừa. Chị trẻ đi em lấy cái nước cốt. Mẹ ra cái gì vậy? Chẻ bằng tay. Cho chị Hồng chỉ bán đi mà hai mình ăn đã luôn.
Đây là những loại bánh mỗi sáng mà chị Hồng bán nè. Chị Hồng được cơm không ăn hả? Ăn đi, em lấy thử từ từ. Đó, bánh bò bông nè, mình chế nước cốt lên. Rồi nước cốt này không lấy dứa lắm chị Hồng, chị hai chị mang là chị ra làm á. Chế nè. Ngon. Ngon hết cục đó luôn nha. Dạ em bỏ cơm tới chiều luôn á. Ngon thiệt. Loại bánh nào cũng ngon. Chị Hồng chỉ bán bánh đủ loại luôn ha. Mình mới ăn ít ít thôi mà 5 loại đó. Chị bán nhiều mà. Bánh đông mơ mình cũng chấm với nước cốt, mình lấy nước cốt nên chấm luôn. Đó. Nước cốt của bánh bò nhiều quá ha. Bánh bò bự mà. Bữa nay hai chị em mình ra chị Hồng ăn quá trời loại bánh luôn. Thì no quá mình ăn còn nhiêu đây giờ mình đem về anh chị. Vậy thôi. Ông bà cô chú và các bạn mà ở gần chị Hồng thì ghé để ủng hộ cho chị Hồng nha. Chị Hồng bán nhiều loại bánh quê rất là ngon. Loại thì chấm đường, chấm nước cốt, rồi có bắp nữa. Bốn bánh mì đủ loại luôn. Clip của mình cũng đã hết rồi. Chúc cho cả nhà xem video vui vẻ. Bây giờ gia đình của mình xin chào và hẹn gặp lại.